Puka lần đầu đang trọn khoảnh khắc được xin Tuấn Kiệt cầu hôn, lạc sau việc đánh úp, khóc, nức nở. Cặp đôi Puka xin Tuấn Kiệt sau cú chấn động công khai mối quan hệ tình cảm thì mới đây cũng đã bất ngờ đăng tải luôn full video cầu hôn khiến dân tình đứng ngồi không yên. Những ngày qua, hai cái tên của diễn viên Puka và Dinh Tuấn Kiệt có thể nói là chủ đề bàn tán được dân tình quan tâm nhất trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, tạo nên cú nổ truyền thông khi cả hai đã chính thức công khai mối quan hệ yêu đương đến với công chúng sau nhiều năm giấu kín và liên tục úp mở tin đồn này. Đây cũng là cột mốc đánh dấu chặng đường 4 năm quen nhau của cặp đôi. Sắp tới đây sẽ là một đám cưới đang được các fan không ngừng chờ đón. Theo đó, sau bài viết đánh dấu chủ quyền lẫn nhau của Puka và Jin Tuấn Kiệt trên trang cá nhân vào ngày 6 tháng 9, thì mới đây sau hơn 13 ngày thì cặp đôi lại một lần nữa khiến các fan xôn xao đứng ngồi không yên khi quyết định đăng tải toàn bộ khoảnh khắc xin Tuấn Kiệt tạo bất ngờ cầu hôn Puka. Đáng chú ý thời khắc ý nghĩa này của đôi tình nhân. Còn được chứng kiến bởi loạt sau việc tên tuổi là những anh em bạn bè đồng nghiệp thân thiết của cả hai. Cụ thể, tối ngày 19 tháng 9, trên kênh youtube cá nhân lẫn fanpage của Puka, nữ nhân viên đã khiến toàn khỏi mạng phải rụng tim khi quyết định công bố đoạn video được xin Tuấn Kiệt cùng ekip chuẩn bị sẵn để dành tặng cho vợ tương lai của mình. Quyết định làm một màn cầu hôn hoành tráng cho cô. Để giữ bí mật đến phút cuối, xin Tuấn Kiệt cùng dàn anh em chiến hữu phải rón rén thực hiện chỉnh chu mọi thứ, cố gắng không để bất cứ sự cố nào làm đổ vỡ giây phút quan trọng này. Theo đoạn clip dài gần 15 phút, xin Tuấn Kiệt cùng dàn sao là Đại Nghĩa, Minh Tú, vợ chồng Chris Phan, Duy Khánh, Huỳnh Lập, Xuân Phạm, Hoa hậu Khánh Vân đã bí mật đưa Puka đến một nhà hàng sang trọng. Ekip đã lừa nữ diễn viên đến để thực hiện một show quay quảng cáo vì cứ nghĩ là đi làm theo lịch trình nên Puka không hề nghi ngờ mọi thứ dường như đi theo đúng kế hoạch. Trong lúc Puka đang say mê ngồi trước ống kính máy quay thực hiện công việc quay hình của mình, thì phía sau, đội ngũ ekip đã nhanh tay thay đổi background, bố trí hoa và lên nhạc với bài hát do Sinh Tuấn Kiệt thực hiện. Khoảnh khắc hạnh phúc ấy, nam diễn viên đã bước ra và cầm trên tay bó hoa cùng chiếc nhẫn cầu hôn dành tặng cho nữ kia của mình. Đồng thời, dàn sao là bạn bè của cặp đôi cũng ùa ra chung vui cho thầy khắc ý nghĩa này. Puka chứng kiến tình cảm của người yêu, nữ diễn viên cũng không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc, nghẹn ngào vì bản thân không nghĩ là sẽ được cầu hôn quá bất ngờ như trên. Tự chia sẻ rất rung trước khi đánh úp Puka, xin Tuấn Kiệt lúc cầm tay người yêu, anh cũng nghẹn ngào không nói nên lời, dành hết những lời chân thật của bản thân, nam diễn viên có chia sẻ. Hôm nay là ngày 27 tháng 5, là ngày kỷ niệm 4 năm chúng mình yêu nhau, anh muốn dành điều này cho em. Happy anniversary. Chặng đường 4 năm của mình, hồi mới quen nhau có nói là chừng nào mình yêu nhau được một 000 ngày, đến nay đã 1460 ngày, hơn 1.000 ngày rồi, thì anh nghĩ anh sẽ hỏi em câu này. Ngay sau đó Xin Tuấn Kiệt đã quỳ gối và nói lời cầu hôn với Puka, em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Đứng trước tất cả mọi người, Puka cũng không ngần ngại cúi xuống và gửi một nụ hôn đến Xin Tuấn Kiệt. Ngay sau đó nữ diễn viên đưa tay cho anh trao nhẫn, chấp nhận lời cầu hôn trước sự hò reo mừng rỡ của anh em bạn bè. Bài cầu hôn của cặp đôi khi được đăng tải cũng đã khiến dân tình vô cùng quán quéo gửi lời chúc mừng cho đôi trẻ. Hai hước chia sẻ trên trang cá nhân Puka có viết Ngày hôm đó tôi cứ nghĩ mình đi làm được tiền, ai dè mình được cả một người chồng. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho Pu một ngày tuyệt vời đáng nhớ. Về phía đàn trai xin Tướng Kiệt có gửi gắm, không hiểu sao lại rung vậy luôn. Cảm ơn em đã đồng ý. Dưới phần bình luận không chỉ có những fan hâm mộ mà loạt sao Việt khác như Hòa Minh Si, Anh Tú cũng tranh thủ thể hiện niềm hạnh phúc đến màn cầu hôn này. Hiện tại dân tình đang hết sức mong chờ kế hoạch kết hôn của cặp đôi Puka và Sinh Tuấn Kiệt sau màn cầu hôn và công khai tình cảm đến công chúng. Dự kiến lễ cưới sẽ được tổ chức vào cuối năm nay, hứa hẹn sẽ là sự kiện khiến truyền thông bùng nổ và được các fan hết sức chờ đón. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo